Rồi, mình xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đến cái vườn dâu Tây á, để quay cho mọi người xem là ta trồng dâu như thế nào. Đây cái vườn dâu này, thì tháng này do là còn mùa đông, còn lạnh nên dâu nó được trồng trong những cái nhà kính như vậy nè. Đó, cũng khá là dài đó. Đây. Bên hàng dâu tây nó kêu bằng tanki, không biết đúng hay không nữa, tại mình là người miền Tây, phát âm chữ R phát âm không có chuẩn, bởi vì nhiều khi nói chuyện người hàng nó không có hiểu, mình nói nhiều mà nó lâu lâu nó mới hiểu. Không rồi, mọi người theo chân mình vào coi họ trồng dâu như thế nào ha. Dâu nhìn ngon không mọi người? Giờ mình sẽ ra vườn coi. Đây chỗ người ta trồng dâu nè mọi người. Ta thu hoạch hết làm sao mà không thấy trái chín, còn trái sống với trái nhỏ nhỏ không à, trái tí hon. Khá là rộng, người ta trồng nó tinh vàng. Tái lòng thòng xuống nhìn nè, phải nó chín đẹp, nó chín mới đẹp, chín đỏ tươi hết. Tái rồi, tái này ngon nè, to đùng. Cái này nữa nè, ít trái quá, không có nhiều. Nó ngồi xuống nhìn mới thấy đẹp chứ, nãy giờ mình đứng ở trên không thấy trái. Trái lòng thòng ở dưới nhìn này, nhìn mới đẹp. Nhìn giống mấy trái giả quá. Mà nó trái thiệt đó mọi người ơi, chúng ta trái giả đâu nha. Nên mình đến vườn mình quay nè. Vườn người ta trồng dâu mình quay. Nó nhìn xuống gì đẹp hơn chứ ta. Nãy giờ đứng ở trên nhìn thấy lá không? Hàng gì? Đây thì người ta hái sẵn mình mua 1 ký nó 12.000 won, này cũng có loại 10.000 won nữa, tùy trái đẹp hay trái xấu, nó chia ra hai loại, một loại 10.000 won với một loại 12.000 won. Đây nó có tất cả là 3 cái hao sư nè. Đây cái nhà nó kêu bằng hao sư. Dâu thì nó cái mùa này là mùa dâu nè, bên hàng là cái đang là cái mùa dâu. Mùa dâu nó bắt đầu khoảng cuối tháng 12 đầu tháng 1 á là đầu mùa. Nó kéo dài tới cuối tháng 4 là nó hết. Bên hàng này mùa nào trái cây đó.
Thì xong cái mùa dâu này qua tới khoảng tháng 5 tháng 6 là thấy có tới dưa hấu rồi. Dưa hấu tới tháng 7 tháng 8 rồi đào, mận, rồi táo. Bên hàng này trái cây cũng cũng nhiều, cũng phong phú theo mùa. Rồi nho nữa. Đây không có trái nhiều. Trái lủng lẳng nhìn dễ thương quá.